Trong tháng 3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu tiếp tục chỉ đạo các trường triển khai các hoạt động chuyên môn học kỳ 2 năm học 2021-2022, tổ chức khảo sát đánh giá hình thức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình, xây dựng và điều chỉnh phương án dạy và học linh hoạt ứng phó với dịch COVID-19, tổ chức thành công kỳ thi trạng nguyên cấp huyện, kỳ thi học sinh giỏi bậc trung học cơ sở năm học 2021-2022, phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm mũi 2 cho học sinh độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi, kết quả đạt 98,26%. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay có 38 trên 83 trường đạt chuẩn. Trong tháng 4, huyện Thuận Châu tiếp tục chỉ đạo các trường ra soát các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, chuẩn bị tổ chức giao lưu câu lạc bộ toán tiếng Việt thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tiếp tục tổ chức việc giảng dạy học tập đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền học sinh ra lớp học trực tiếp khi đã đảm bảo điều kiện phòng chống dịch.